Thuốc nổ được xem như là một trong bốn phát minh vĩ đại nhất của người Trung Quốc, bên cạnh là bàn, giấy và công nghệ in ấn. Dù trong lịch sử, người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta không ít lần xảy ra xung đột về lợi ích, và phải thừa nhận rằng có không ít người Việt không hề ưa gì anh người bạn hàng xóm phương Bắc này. Thế nhưng, chúng ta vẫn cần phải công nhận rằng nền văn minh Trung Hoa là một nền văn minh lớn, lâu đời, có những phát minh đi trước thời đại và có tầm ảnh hưởng nhất định tới nền văn minh của thế giới. Trong số nhện tri thức tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá về thuốc nổ, một thứ hóa chất đã thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều tới thế giới loài người. Thuốc nổ có một lịch sử đầy ấn tượng, nó là hiện thân của cả thiên thần và ác quỷ, là khởi nguồn cho những loại siêu vũ khí đủ sức hủy diệt cả hành tinh trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc và phân tích ba chất gây nổ mà theo mình đánh giá là có tác động mạnh mẽ nhất đến lịch sử nhân loại. Thuốc nổ đen, TNT và nitroglycerin. Nhưng trước hết chúng ta cần phải giải quyết một câu hỏi mà everybody knew it, but no one had even bothered to do it. Tạm dịch là ai cũng biết tới điều đó nhưng mà không ai quan tâm về nó. Tại sao thuốc nổ lại có thể nổ? Hãy nói một chút về sấm sét. Sấm sét có thể tạo ra tiếng rền lớn như vậy là vì đâu? Nguyên nhân là do sự giãn nở đột ngột của không khí, sét đánh xuống mang theo một năng lượng khổng lồ nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Năng lượng ấy làm cho không khí bị nở bất thường, tạo ra xung kích gây ra âm rền vang mà mình hay muốn được nghe thấy vào ban đêm để ngủ ngon. Không biết có ai ở đây chung sở thích không nhỉ? Đó cũng chính là cơ chế nổ của các hợp chất gây nổ. Mình sẽ lấy ví dụ với thuốc nổ đen. Phương trình hóa học đơn giản của nó là 3C thể rắn cộng với 2KNO3 thể rắn cộng 2S thể rắn sẽ sinh ra K2S thể rắn, N2 thể khí và 3CO2 thể khí. Chắc hẳn môn hóa đã đủ ám ảnh với các bạn trong nhiều năm rồi nên mình không muốn phân tích sâu xa gì ở cái phương trình này cả. Các bạn chỉ cần nhìn về vế trái của phương trình này, nó gồm 6 phân tử chất rắn, còn ở phía bên phải chỉ có 1 phân tử chất rắn nhưng lại sinh ra 4 phân tử chất khí. Chính vì vậy, sau khi phản ứng hóa học xảy ra, một lượng khí đã được sinh ra. Điều này dẫn đến sự giãn nở đột ngột trong không khí, dẫn đến sự tăng mạnh của áp suất trong không khí tạo ra sóng xung kích đi kèm với tiếng nổ vang đặc trưng của thuốc nổ đen và nhiều hợp chất nổ khác. 2. Thuốc nổ đen, Black Powder or Gunpowder, the first pioneer of the world. Tư liệu sớm nhất có đề cập về thuốc nổ là vào năm 124 sau Công Nguyên bởi một nhà giả kim tên là Ngụy Bá Dương. Ông còn được gọi là cha đẻ của giả kim thuật. Ông đã đề cập đến một loại hỗn hợp có đặc tính tương tự như thuốc nổ đen trong cuốn Canton Key. Ông miêu tả rằng chúng có thể múa và nhảy vô cùng mạnh mẽ khi bị tác động vào. Có thể bạn sẽ cho rằng Ngụy Bá Dương có đôi chút vấn đề về từ ngữ, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đó là sự kiện này được xem như là dấu mốc đầu tiên trong hành trình phát triển ra thuốc nổ. Dù các thành phần của hỗn hợp không được nói tới một cách cụ thể, nhưng đây có thể xem là bằng chứng lâu đời nhất chứng minh cho sự phát minh của thuốc nổ đen. Thuốc nổ đen được chính thức công nhận và phát minh vào thế kỷ thứ 9 và được xem như là tứ đại phát minh của người Trung Hoa cổ xưa. Tuy nhiên ít ai biết rằng đây là một sản phẩm vô tình của thuật luyện kim đan. Trung Hoa thời điểm đó vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, thế nên quyền lực và tư tưởng của nhà vua vẫn được duy trì và tiếp nối sau khi vua băng hà thì chỉ có hai cách: hoặc giao cho những người mà vua tin cậy, thường là quý tử trong dòng tộc, hoặc là phải bất tử. Vì thế nên, việc điều chế được trường sinh dược luôn là một yêu cầu cấp thiết trong giới y sĩ thời xưa, và thuốc nổ đen đã ra đời trong hoàn cảnh mà mình thấy nó khá là vớ vẩn ấy. Thuốc nổ đen là hỗn hợp của 75% diêm tiêu, KNO3, và 15% bột than củi, 10% bột lưu huỳnh. Sau khi trộn vào sẽ có màu đen xám sậm và gần như là không có mùi. Khi cháy sẽ tạo ra khói trắng có mùi hăng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng bảo quản thuốc nổ đen khá khó vì tính hút ẩm của diêm tiêu. Vào năm 1858, Lamont DuPont đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách thay thế KNO3 bằng NaNO3. Tuy có sức nổ thấp hơn nhưng lại bền hơn, nên NaNO3 đã được ưu tiên sử dụng trong đời sống và quân sự, và KNO3 sẽ được sử dụng cho mục đích đặc biệt hơn. Thuốc súng được phân loại là chất nổ thấp vì tốc độ phân hủy tương đối chậm và do đó độ bầm thấp. Chất nổ thấp làm xì hơi, tức là cháy ở tốc độ cận âm, nhưng khi chất nổ cao phát nổ, nó tạo ra dòng siêu âm. Các thuốc nổ và thuốc cháy này sau khi được nhồi cho súng lệnh và hỏa khí,
Súng lệnh là súng rất giống với súng ngày nay, nhưng không có đạn mà chỉ lấy lá khô hoặc là gỗ chèn chống âm, dùng đốt lấy tiếng nổ to làm hiệu. Có sách viết rằng năm 1904, người Trung Quốc đã bắn tên bằng thuốc nổ. Dàn phóng tên lửa gồm nhiều ống phóng tre được người Triều Tiên học từ Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 14. Thế kỷ thứ 15, các trái phá hay còn được gọi là các bóng nổ xuất hiện, ban đầu dùng như là lựu đạn. Thuốc nổ truyền vào châu Âu sau cuộc chiến tranh của người Mông Cổ, thành Cát Tư Hãn. Sau khi được phát triển và hoàn thiện bởi người Mông Cổ, thuốc nổ trở nên phổ biến trên toàn thế giới, trở thành một mặt hàng được ưa chuộng bậc nhất lúc bấy giờ. Và cho đến khi cập bến các thương buôn của châu Âu, nó mới thực sự được phát huy tối đa sức mạnh của mình. Châu Âu thời Trung Cổ là vùng đất của chiến tranh, của sự xâm lược với những trận đấu dai dẳng và khốc liệt của những hiệp sĩ cầm kiếm và giáo xông lên trên chiến trường. Sự tồn tại của thuốc nổ cũng càng đẩy mạnh tính khốc liệt và đã thay đổi cục diện chiến tranh lúc bấy giờ. Nếu trước khi có thuốc súng, chiến thắng được định cho những kẻ có tài năng hoặc là mạnh mẽ hoặc là cả hai, thì giờ đây, bất cứ ai cũng có thể trở thành một người lính và trở nên bất bại trên chiến trường. Không còn những trận chiến đấu kiếm giáp mặt hay là vây thủ thành, súng và thuốc súng đã phá hủy và thay đổi tất cả. Đại thành Constantinople vĩ đại và vững vàng trước cự thạch pháo giờ đây cũng chỉ còn là đất vụn trước súng thần cơ của đế chế Ottoman. Năm 1453, Thổ Nhĩ Kỳ đánh thành Constantinopolis, đã có súng 900mm, bắn đạn 320kg đi xa 1,6km. Bắt nguồn từ thuốc nổ, nhà Minh là triều đại lập ra những đội quân sử dụng súng đầu tiên. Tuy vậy, việc phổ biến các súng nhỏ ở Viễn Đông rất chậm do thiếu công nghệ luyện sắt Trung Đông và quan trọng hơn là thiếu nguồn diêm tiêu, lưu huỳnh chất lượng cao, nguồn gốc khoáng vật có nhiều ở Trung Đông, Châu Phi và Mỹ. Nguồn diêm tiêu có nguồn gốc phân rơi là nguồn cung chủ yếu ở Viễn Đông, bán với giá rẻ nhưng lại rất tồi. Thuốc nổ đen dùng cho súng, súng phun lửa, chai phá đến đầu thế kỷ thứ 20. Có nhiều loại thuốc nổ khác được sinh ra trong thế kỷ thứ 19, nhưng ứng dụng rất chậm chạp. Nitroglycerin, nitrocellulose đến đầu thế kỷ thứ 20 đã thay thế thuốc nổ đen trong súng. Nitrotoluene, TNT, thay trong trái phá. Các thuốc nổ đó dễ dàng kiểm soát được tốc độ, điều kiện cháy hơn, tỏa nhiều năng lượng và nhiều đặc tính tốt hơn. Thuốc nổ từ khi xuất hiện đã thực sự là một cú big hit. Nó đã thay đổi cách vận hành xã hội, thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh, cách con người giết nhau xuyên suốt thời kỳ Trung Cổ. Kể từ thế kỷ thứ 15 trở đi, chủ nghĩa thực dân nở rộ khắp châu Âu, để rồi dẫn đến bước ngoặt lịch sử của nhân loại, cách mạng công nghiệp. Cho đến nay, thuốc nổ đen vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quân sự, đời sống và sản xuất. Và có lẽ ít ai ngờ một hợp chất hóa học nhỏ như thuốc súng có thể xoay chuyển vận mệnh của nhân loại mạnh mẽ đến thế. Nitroglycerin, bước ngoặt của lịch sử. Phần này chúng ta hãy cùng nói về nitroglycerin, một loại chất nổ rất nổi tiếng trên thế giới, dù đã có tuổi đời hơn 100 năm nhưng vẫn còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, cũng như là cơ sở kinh tế cho giải thưởng khoa học danh giá The Nobel Prize. Khởi nguồn của một thảm họa. Nitroglycerin, NG, lần đầu tiên được điều chế bởi Ascanio Sobrero vào năm 1847. Thú vị ở một điểm rằng, NG không phải là một phát hiện tình cờ như là phát minh của các nhà khoa học khác. Đây thực chất chỉ là một bước nhỏ trong một quá trình lớn của việc tìm các hợp chất nitro hóa có cấu trúc ít phức tạp hơn sợi cellulose nitro hóa. NG được phân loại là chất nổ chính, primary explosives, bởi vì nó rất nhạy, chỉ cần một chút va chạm nhẹ là có thể khiến kaboom ngay lập tức. Sự nguy hiểm của bé này được xuất hiện từ ngay từ khâu điều chế. Glycerol đổ vào hỗn hợp hai chất axit sẽ sinh ra một lượng nhiệt rất lớn. Nên nếu bạn không tìm cách hạ nhiệt nhanh thì khả năng cao là bạn sẽ thấy màn hình trắng như flash ở trong CSGO và Isekai thẳng lên thiên đàng. Nguyên nhân của độ nhạy cao đó là do sự hiện diện của nhóm nitro trong phân tử và khoảng cách các nguyên tử trong hợp chất. Để đơn giản hóa, các bạn hãy nhớ lại em thuốc súng ở phần phía trên. Sở dĩ hiệu năng của thuốc súng thấp là bởi vì các chất hỗn hợp quá xa nhau, dù nhìn bằng mắt thường thì bạn cũng thấy chúng không khác gì một khối cả. Vì thế, tốc độ phản ứng của chúng khá là chậm bởi vì phải mất một khoảng thời gian nhỏ để lưu huỳnh, carbon và diêm tiêu chạm mặt nhau. Bản chất của sự nổ là sự cháy ở tốc độ rất nhanh, vì thế khiến không khí bị giãn nở đột ngột sinh sóng âm. Bởi vì là sự cháy nên tất nhiên thuốc súng cần có oxy từ không khí. Với sự oxy ít ỏi và ở xa tít tắp như thế, nên tốc độ cháy của thuốc súng khá nhỏ, dẫn đến hiệu năng cùi bắp hơn so với các chất nổ khác.
Đối với NG thì ngược lại, phản ứng chất cháy xảy ra ngay trong chính phân tử của hợp chất. Và nguồn gốc oxy, như các bạn đã biết rồi đấy, đã được cung cấp sẵn trong nhóm nitro, NO2. Điều này giải thích cho sức công phá khủng khiếp mà glycerol nitrate mang lại. Một phách buồn nhỏ nhỏ, cha đẻ của nitroglycerin, Ascanio Sobrero, đã bị chấn thương rất nặng khi đang trong quá trình nghiên cứu vì không thể kiểm soát được độ nhạy của NG. Và ông đã không hề cảm thấy tự hào về phát minh của mình một chút nào. Cụ thể, ông đã chia sẻ: "Khi tôi nghĩ về những nạn nhân đã chết bởi các vụ nổ do NG gây ra, và biết rằng những sự việc đáng tiếc này sẽ vẫn còn tiếp diễn, tôi cảm thấy thật nhục nhã và hổ thẹn bởi vì những gì mà mình đã tìm ra được." Và đấy là khi Alfred Nobel bước chân vào cuộc chơi, hiện thân của cả thiên thần và ác quỷ. Alfred Bernard Nobel, sinh năm 1833, mất năm 1896, là một nhà khoa học, doanh nhân người Thụy Điển. Ông sở hữu hơn 350 bằng sáng chế khác nhau. Dynamite là một trong số đó. Trong chuyến du lịch quanh Bắc Mỹ và châu Âu, ông đã đến tham quan phòng thí nghiệm của Theophile Jules Pelouzet, thầy của Sobrero, và nhận ra tiềm năng cực lớn của nitroglycerin. Sau đó, ông đã về quê hương mình và tiến hành các cuộc thí nghiệm với bố của mình. Nobel đã phát minh ra được ngòi nổ, bước đầu thành công trong việc kiểm soát NG, bởi bạn sẽ không cần phải đứng gần nó mỗi khi sử dụng nữa. Năm 1867, ông được cấp bằng sáng chế cho dynamite nhờ vào việc phát hiện và sử dụng kerosene như là một chất hấp phụ, sorbent. Nhờ đó đã giảm độ nhạy của NG xuống mức an toàn. Dynamite hay là NG đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Vô số các công trình phức tạp đòi hỏi nguồn nhân lực nhiều đến mức vô lý giờ đây đã có thể giải quyết với dynamite. Kênh đào Panama, khai thác quặng khoáng sản nằm sâu trong lòng đất là những minh chứng cụ thể nhất cho lợi ích của hợp chất này mang lại. Tính riêng ở Nam Phi, đã có hơn 7.000 tấn dynamite được sản xuất vào năm 1907. Ở mặt đối lập, NG cũng đã mang đến không ít tai ương cho nhân loại. Việc sử dụng glycerol nitrate vào quân sự đang đưa cục diện chiến tranh lên một tầm cao mới. Nhưng khác với thuốc nổ, thứ được đưa lên ở đây lại là thương vong. Hơn 20 triệu người đã chết trong Thế chiến thứ nhất, và nitroglycerin là một trong những tác nhân gây ra điều đó. Có một sự thật thú vị rằng, Nobel biết rằng chính phủ sử dụng sản phẩm của mình cho các mục đích như thế, nhưng ông đã chọn không can thiệp và vẫn tiếp tục sản xuất chất nổ. Nhưng vào những ngày cuối đời, ông đã hoạt động như một người ủng hộ hòa bình. Và như các bạn đã biết rồi đấy, ông đã gửi toàn bộ gia sản của mình vào quỹ khoa học, thành lập một giải thưởng danh giá cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Để tưởng nhớ ông, giải thưởng có tên là The Nobel Prize. Ở đây, mình rất thích nitroglycerin. Dù nếu xét ở nhiều mặt, em ấy không thực sự quá nổi trội so với các hợp chất khác. Nó không ấn tượng bởi sức công phá, mặc dù xét ở mặt bằng chung thì cu cậu cũng thuộc hàng khá là bá đạo hoàn gạo đấy. Nhưng nitroglycerin khiến mình ấn tượng bởi tác động của em ấy trong giới khoa học. Giải Nobel thực sự là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giới học thuật, thúc đẩy tinh thần và hỗ trợ đắc lực cho các khám phá vĩ đại của nhân loại. Có thể bạn không biết rằng nitroglycerin còn được sử dụng trong việc điều trị chứng đau thắt ngực và tăng huyết áp. Và cũng rất có thể ông hay là bà của bạn đã được cứu sống nhờ vào hợp chất kỳ diệu này rồi đấy. Trên đây là câu chuyện lịch sử về thuốc nổ. Mình hy vọng những nội dung trên sẽ làm bạn cảm thấy thú vị. Bạn muốn Sparum làm về vấn đề gì trong số sau của những tri thức? Hãy comment ở phần bên dưới nhé. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparum, còn mình là PinkDot. See ya.